Hôm nay chúng ta sẽ làm một phòng chụp ảnh bằng Lego. Những em búp bê dễ thương sẽ trở thành người mẫu cho tạp chí thời trang búp bê. Mỗi studio đều có một phòng trang điểm. Các nhà tạo mẫu sẽ trang điểm tại đây. Phòng studio của chúng tôi là một trong những studio tốt nhất của thành phố. Chúng tôi không thể làm việc nếu thiếu phòng và bàn trang điểm. Để lắp ráp bàn trang điểm, lấy hai mảnh ghép tròn 1 x 12. Đây là mặt bàn hình bán nguyệt. Dùng hai mảnh ghép 1 x 1 gắn chặt vào để làm khung gương. Thêm những cái chân cho bàn nào. Gắn 10 mảnh ghép tròn màu vàng và cắt đều quanh khung gương để nhìn lấp lánh hơn nha. Vậy là xong bàn trang điểm rồi. Chúng ta cần phải đặt thêm lên bàn một số dụng cụ trang điểm. Chúng ta sẽ dùng mảnh ghép màu đỏ, đen và xám. Mảnh ghép nhỏ 1 x 1 sẽ là hộp đựng bông tẩy trang. Nếu thời gian chụp ảnh quá lâu, người mẫu sẽ cần phải làm ẩm da mặt với bình xịt dưỡng ẩm. Dùng một mảnh ghép 1 x 1 và lắp thêm nắp để làm một bình dưỡng ẩm da mặt. Và giờ mình sẽ làm gương trang điểm. Dùng thước để đo độ dài của phần khung phía trong. Khung này dài 3 inch và rộng 1,5 inch. Dùng vỏ hộp bánh hai mặt có màu vàng và xám để làm gương nào. Dùng thước và dao chuyên dụng để cắt một hình chữ nhật to hơn một chút nha. Hãy đặt miếng bìa hình chữ nhật này sao cho vừa khớp với phần khung gương đã làm sẵn. Cắt bỏ phần bìa dư ở các góc của gương. Chỉnh lại gương và thế là chúng ta đã làm xong bàn trang điểm rồi. Và đây là búp bê LOL. Em ấy rất nóng lòng để được làm người mẫu ảnh cho tạp chí. Chiếc bàn trang điểm thật đẹp. Mình đang rất háo hức để được trang điểm và làm tóc để chụp ảnh ngay bây giờ. Nhưng làm sao mình có thể ngồi được đây? Chắc chắn rồi, hãy làm một chiếc ghế nữa nha. Chúng ta cần hai mảnh ghép để làm ghế. Một mảnh 4x4 màu xám có thể xoay được và một mảnh 4x4 màu đỏ. Chúng ta cần thêm 5 khối nữa. Tiếp theo, gắn chặt khối 1x4 màu trắng lên mảnh ghép 4x4 màu đỏ. Đặt tất cả lên trên phần thân đã làm trước đó. Hoàn hảo, chiếc ghế xoay trang điểm đã hoàn thành. Búp bê LOL rất thích nó. Nào nào, chúng ta cần thêm các dụng cụ làm đẹp khác. Hãy tìm trong túi dụng cụ này. Có vẻ không giống túi trang điểm lắm nhỉ. Một cây son. Tuyệt vời. Bây giờ búp bê đã sẵn sàng để trang điểm. Trợ lý, mang cho tôi một tách cappuccino nào. Tôi phải chụp ảnh nguyên ngày đấy. Ly cappuccino Starbucks đi. Còn gì nữa không ạ? À? Chuẩn bị phòng chụp đi nha. Tôi sẽ tới đó sớm thôi. Máy chụp ảnh chuyên nghiệp là vật dụng không thể thiếu ở phòng chụp. Để lắp ráp máy ảnh này, chúng ta làm theo những hướng dẫn sau nha. Phần thân là một khối 1x2 màu xám có khoét lỗ, một mảnh ghép hình tròn màu xám để làm ống kính, mảnh ghép 1x2 làm đèn flash và hai nút bấm, một nút trong suốt làm đèn flash và nút đen làm ống kính. Gắn ống kính hình tròn vào phần thân và dùng nắp đậy lại. Đặt một nắp trong suốt lên phía trên. Lắp nắp ống kính vào nữa là hoàn thiện. Thợ chụp ảnh đã đến rồi, ta tháo nắp đậy này ra nha. Cần phải thử chiếc máy ảnh này ngay thôi. Chúng ta sẽ chụp một vài tấm ở phòng trang điểm. Tuyệt vời, thêm một vài tấm ở hướng này. Bạn là một ngôi sao đấy. Tôi sẽ đặt máy ảnh lên chân đứng để chờ bạn thay trang phục nha. Tủ quần áo đâu nhỉ? Một tấm màn gấp là vật dụng phải có ở phòng chụp. Bạn có thể dùng chúng làm phông nền chụp ảnh hoặc tủ quần áo di động. Nhờ có chúng mà hai cánh cửa có thể di chuyển theo các hướng khác nhau. Gắn thêm một số móc treo màu trắng ở phía sau nào. Thế là người mẫu búp bê có thể móc trang phục vào rồi. Đừng làm phiền cô ấy nha. Wow, bạn thật xinh đẹp. Những dụng cụ chiếu sáng sẽ làm bức ảnh trở nên chuyên nghiệp. Những hộp đèn sẽ được sử dụng trong phòng chụp. Phòng này sẽ cần hai hộp đèn như vậy. Để lắp ráp hộp đèn, gắn một mảnh màu xám 6x6 vào mảnh màu trắng 6x8. Gắn thêm một cái móc treo và một mảnh 1x6 màu xám vào phía sau. Gắn thêm 3 khối nghiêng ở trên và 2 khối ở dưới. Sử dụng một thanh 1x6 màu xám để làm phần chân và gắn vào phía dưới của khớp nối. Gắn chặt phần chân này vào phần đế được lắp từ hai mảnh ghép. Một mảnh xám 6x6 và một mảnh đen 4x4. Mọi thứ đã hoàn thành 100%.
phông xám, thêm một ít hoa và lá cây, một bàn ghế và một cái thùng. Đặt một chiếc xe đạp Lego nữa là sẽ rất dễ thương. Quán cà phê phong cách này còn thiếu một thứ gì đó. Chắc chắn rồi, thêm một cái khung đen để làm bảng hiệu. Wow, thật tuyệt vời. Có vẻ như búp bê LOL rất thích chúng và không thể đợi để chụp ảnh nữa. Chúng ta có rất nhiều bức ảnh ấn tượng. Và giờ chúng ta tháo nó ra nha. Một studio nếu không có quạt thì không còn là studio nữa. Bạn có thể bật quạt thổi vào tóc để những bức hình trở nên đẹp hơn. Để lắp quạt, gắn một mảnh ghép hình vuông có trục xoay vào một mảnh ghép tròn màu đỏ. Lắp mảnh 1x12 vào để làm chân. Thêm một nút công tắc màu đỏ để bật quạt. Có vẻ như quạt đã chạy rồi đấy. Chúng ta mang ra studio để thử thôi. Búp bê Snapstar Lola cần nhà thiết kế và những bức hình xinh đẹp nhất. Tóc của cô ấy bay nhẹ nhàng thật đẹp. Lola, chúng tôi nghĩ bạn cần một công ty quản lý. Bạn sinh ra để làm người mẫu đấy. Nhưng trước tiên, bạn phải tạo một hồ sơ với những bức ảnh xinh đẹp. Bạn có muốn làm việc tại studio này không? Ta cần một phông nền màu xanh. Tốt lắm, Lola. Một vài tấm ảnh nữa thôi là bạn thành người mẫu đích thực rồi đấy. Thật là một ngày làm việc tuyệt vời. Búp bê của chúng tôi đã mệt rồi và chúng cần phải đi tắm rửa. Bởi vì có một buổi chụp hình mới vào ngày mai. Nhấn nút thích và để lại nhận xét bạn sẽ làm gì cho búp bê yêu thích của bạn từ Lego. Nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video này từ La Lilu nha.